Kính chào quý vị, chương trình 60 giây sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mang đến cho quý vị nhiều câu chuyện cập nhật và đáng xem trong đêm. Và ngay sau đây là những nội dung chính của chương trình hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra chặt chẽ phòng cháy chữa cháy ở phòng trọ đông người. Tự chế cano di chuyển trong rừng ngập mặn Cà Mau. Những chiếc xe cổ quý hiếm Alfa Romeo ở Italia. Và Djokovic ngược dòng khó tin trong trận đấu đêm qua. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở ngành, quận huyện và thành phố Thủ Đức về việc tăng cường quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy với nhà ở nhiều căn hộ, nhà trọ có nhiều người ở trên địa bàn thành phố. Tại đợt kiểm tra lần này, thì các cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, đình chỉ hoạt động cơ sở không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức, các đơn vị liên quan chấp hành nghiêm quy định trong thẩm định, cấp giấy phép xây dựng cho công trình có yêu cầu thiết kế, thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy. Kiểm soát chặt chẽ các điều kiện cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở nhiều căn hộ của hộ gia đình, cá nhân, nhà trọ có nhiều người ở. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành quy định về quy hoạch, phòng cháy chữa cháy, quản lý chất lượng công trình, trật tự xây dựng. Trong khi đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh được yêu cầu thường xuyên kiểm tra phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ có nhiều người. Tiếp tục hướng dẫn, tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân tại các khu vực có nguy cơ cháy nổ. Thành phố Hồ Chí Minh mới bắt đầu vào mùa mưa 2024, nhưng tình trạng ngập nước đã xảy ra trên nhiều tuyến đường, ảnh hưởng tới sinh hoạt và đi lại của người dân. Tại thành phố Thủ Đức, đất cao nay thành nơi ngập nặng, giải bài toán ngập nước đang là vấn đề khẩn cấp đặt ra. Hình ảnh này được ghi lại trong các trận mưa vào ngày 15 tháng 5 và 20 tháng 5 vừa qua. Đường Võ Văn Ngân, khu vực chợ Thủ Đức, thành phố Thủ Đức, mênh mông biển nước. Ngoài nguyên nhân lượng mưa quá lớn, khu vực chợ Thủ Đức ngập nặng, còn do địa hình vùng gò đồi giáp ranh tỉnh Bình Dương, khiến nơi đây như một lòng chảo, hứng tròn nước từ nhiều tuyến đường dồn về. Các chuyên gia cho rằng cần tách dòng, cải tạo kênh rạch, hệ thống thoát nước quanh khu vực mới cứu được chợ Thủ Đức. Cái dự án Võ Văn Ngân chúng ta mới giải quyết được cái đoạn ở đoạn bên trên. Cái đoạn từ chỗ cuối hạ lưu ra chỗ rạch cầu ngang ra rạch Thủ Đức và để ra sông Sài Gòn, chỗ đấy vẫn chưa có cụ thể hóa, thì nó chính là một trong những cái nguyên nhân gây ngập trong cái đợt vừa qua. Ngoài việc tập trung nạo vét khơi thông các dòng chảy, từ tháng 6 năm 2024, thành phố Thủ Đức sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án chống ngập nhằm tăng khả năng thoát nước. Về lâu dài, Thủ Đức sẽ ưu tiên các công trình thoát nước ở khu vực hạ lưu, đặc biệt là dự án mở rộng rạch Thủ Đức để đồng bộ hóa hệ thống thoát nước từ nội đô ra kênh rạch. Ngày 3 tháng 6, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt khẩn trương kiểm tra và có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm tại các hồ lắng xung quanh Hồ Xuân Hương, gồm Hồ Đội Có, Hồ Cầu Sắt và Hồ Am Su Ze. Cụ thể, Sở Tài nguyên Môi trường Lâm Đồng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị khẩn trương thực hiện các giải pháp xử lý phòng chống ô nhiễm các hồ lắng. Trong đó tập trung xử lý các biện pháp trước mắt và lâu dài như sử dụng hóa chất, chế phẩm sinh học, bơm hút nước để xử lý ô nhiễm, nạo vét bùn, bồi lắng, nghiên cứu lập dự án thu gom nước thải sinh hoạt của các hộ dân sống xung quanh hồ lắng, khu vực có nước xả thải ra hồ Xuân Hương và dọc theo lưu vực suối đổ về hồ lắng. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cũng cần khẩn trương lập tổ công tác để rà soát, kiểm tra, xử lý theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ xả nước thải không đạt tiêu chuẩn ra môi trường. Mùa hè năm nay, các điểm sinh hoạt cộng đồng tại nông thôn ở miền Tây Nam Bộ đã khởi động sớm để tạo môi trường vừa chơi vừa học bổ ích cho các em. Ghi nhận của chương trình tại một sân chơi cộng đồng cho trẻ em ở Đồng Tháp. Lớp tiếng Anh này do đoàn viên thanh niên tình nguyện trong và ngoài xã Tân Kiều phối hợp tổ chức đã khai giảng ngày hè. Các học sinh phần lớn thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn hoặc có thành tích học chưa tốt trong năm học qua. Có mấy cô, mấy chị ở đoàn thanh niên dạy mở lớp học tiếng Anh gần đây mà không có tốn tiền, con rất vui. Còn đây là lớp bồi dưỡng môn tin học, cũng được tổ chức miễn phí vào mỗi dịp hè trong 3 năm qua. Lúc trước thì ở đây thì nó mô hình này nó cũng chưa là khó, nhưng bây giờ thì có mô hình này thì nó rất là bổ ích đối với các em học sinh. Có đội hình tri thức trẻ tình nguyện về hỗ trợ, thì anh có mở cái lớp là dạy tiếng Anh
dạy tin học để kèm kẹp các em để bước vào năm học mới. Hè năm nào thì mấy anh chị cũng làm hoạt động y chang vậy. Con cảm thấy rất là vui. Những địa điểm này đã phát huy vai trò là nơi giúp trang bị kiến thức, kỹ năng cho trẻ em ở nông thôn, tạo điều kiện giúp cho các em được học tập, vui chơi lành mạnh, phát triển tốt cả về thể chất lẫn tinh thần như ở thành thị. Huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau có đặc thù rừng ngập mặn kết hợp vuông tôm. Mỗi hộ dân có hàng chục hecta đất rừng. Nếu bơi xuồng để thăm lú, đặt rập cua, giăng lưới bắt cá thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Người dân ở đây đã sáng tạo cách đi lại như thế này. Từ thực tế đó, nhiều năm nay, ông Lê Chí Linh ở xã Lâm Hải, huyện Nam Căn đã tự chế tạo một chiếc cano mini có vỏ bằng chất liệu composite để sử dụng di chuyển trong rừng ngập mặn, thăm vuông tôm, đặt lú để bắt cá tôm. Chiếc cano tự chế của ông Linh dài 4m, rộng 1,5m, trang bị máy đặt ngầm 5,5 mã lực, có thể điều khiển chạy tới, chạy lùi, vận tốc đạt 20 km/h, tiêu thụ 1,5 lít xăng cho 1 giờ hoạt động. Trên cano có bố trí chỗ để lưới, lú và rập cua rất tiện dụng. Ông cho biết chi phí đầu tư làm chiếc cano này là 14 triệu đồng. Giờ vuông bọng cải thiện lại là làm cơ giới nhiều, như đó có kinh sáng đầu nhiều. Vậy thì nếu mình bơi thì nó bị gặp gió thì nó rất là chậm. Ông Linh cho biết làm cano mini này là vì đam mê sáng tạo và vì công việc của gia đình ông nên không có mục đích thương mại. Người nào muốn làm, ông sẽ chia sẻ kinh nghiệm. Thêm một con rùa biển vừa lên bãi biển xã Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định làm ổ và đẻ trứng. Người dân địa phương sẽ bảo vệ ổ trứng cho đến khi rùa nở. Con rùa biển này dài 0,94 m, chiều ngang mai 0,86 m và nặng hơn 90 kg. Tối ngày 2 tháng 6, nó bò lên bãi biển tạo ổ và đẻ 102 trứng. Theo anh Nguyễn Tôn Xuân Sáng, thành viên tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nhân Hải, do rùa biển đẻ gần sát mép nước và mùa này có triều cường dâng cao nên ổ trứng có nguy cơ bị sóng biển đánh trôi. Vì thế, sau khi rùa mẹ đẻ xong và bơi về biển, người dân và các thành viên của tổ di dời ổ trứng rùa biển đến khu vực an toàn để ấp nở và bảo vệ. Ông Nguyễn Ngọc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Hải cho biết, trước đó vào tối ngày 21 tháng 5, một con rùa biển có kích thước gần giống con rùa biển lần này cũng lên bãi biển Nhân Hải đẻ được 103 trứng. Người dân và tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhân Hải cũng đã di dời ổ trứng này của rùa đến nơi an toàn để ấp. Ở phần an ninh trật tự cập nhật, hàng trăm người nỗ lực dập tắt đám cháy rừng trong đêm ở Bình Định. Và phát hiện tàu vận chuyển 200.000 lít dầu trái phép trên vùng biển Cà Mau. Thưa quý vị, dù đã nỗ lực cả ngày 3 tháng 6, nhưng lực lượng chức năng vẫn chưa thể dập tắt vụ cháy rừng ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Đến tối qua, địa phương đã huy động thêm hơn 300 người vào hiện trường để tham gia chữa cháy. Trong đêm, hàng trăm người vẫn nỗ lực dập tắt, đốt cây, phạt cỏ, phân lập vụ cháy rừng ở núi Chóp Dung, thôn An Sơn 2, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, từ sáng ngày 3 tháng 6, ngay khi phát hiện cháy rừng, lực lượng kiểm lâm, bộ đội, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và người dân đã tích cực tham gia dập lửa. Tuy nhiên, vì thời tiết khô, hanh nóng, diện tích rừng bị cháy lại là rừng bạch đàn, dễ bắt lửa, nên đám cháy bùng phát mạnh mẽ. Lực lượng chức năng căng sức để chữa cháy nhưng vẫn chưa khống chế được vụ cháy. Đến tối qua, hơn 100 chiến sĩ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã được điều động tham gia chữa cháy. Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định cho biết địa phương sẽ huy động thêm 200 cán bộ chiến sĩ để tham gia chữa cháy và nỗ lực dập tắt đám cháy sớm nhất có thể. Ngày 3 tháng 6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 thông tin đơn vị vừa bắt giữ một tàu vận chuyển trái phép khoảng 200.000 lít dầu trên vùng biển Cà Mau. Trước đó ngày 2 tháng 6, tại khu vực biển cách Đông Nam cửa Bồ Đề, tỉnh Cà Mau khoảng 150 hải lý. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phát hiện kiểm tra tàu cá BT-99889TS. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 5 thuyền do ông Huỳnh Văn Hội, sinh năm 1963, trú tại phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng, tàu đang vận chuyển khoảng 200.000 lít dầu DO, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, niêm phong hàng hóa vi phạm
và dẫn giải phương tiện về cảng hải đồi 421 tại huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra, xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Chiều ngày 3 tháng 6, một nhóm học sinh ở Hà Nội đang biểu diễn văn nghệ trên sân khấu thì gạch vữa ở mái hiên của nhà văn hóa bị bong tróc, đổ sập xuống và khiến cho 6 trẻ bị thương. Vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ tại khu vực sân khấu khai mạc sinh hoạt hè tại xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Nguyên nhân được xác định là do mưa nhiều, phần giữa của nhà văn hóa bị bong tróc và rơi xuống phần mái hiên rồi đổ sập xuống. Sau khi sự việc xảy ra, có 6 trẻ bị xây xát nhẹ. Các em sau đó được đưa vào bệnh viện để sơ cứu, kiểm tra sức khỏe. Hiện sức khỏe của các em đều ổn định. Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Minh Phụng, 29 tuổi và Nguyễn Thanh Sơn, 25 tuổi, cùng trú phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang về tội trộm cắp tài sản. Trước đó khoảng 2 giờ sáng 30 tháng 5, khi đến khu vực tổ 16, khóm Đông Thành A, tổ công tác phát hiện Phụng và Sơn đang đốt dây cáp điện. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một xe máy và 16 kg dây lõi đồng. Tại cơ quan công an, bước đầu hai đối tượng khai nhận khoảng 0 giờ sáng cùng ngày, Sơn mang theo một cây kéo đến quốc lộ 91 và cắt trộm hơn 16 mét dây cáp viễn thông. Sau đó, Sơn kêu Phụng điều khiển xe máy, chở Sơn cùng với số dây cáp vừa cắt được đem đi đốt lấy lõi đồng bán thì bị lực lượng công an phường Mỹ Thành tuần tra bắt giữ. Vụ việc đang được lực lượng hình sự Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra mở rộng. Công an tỉnh Vĩnh Long đã chủ động phối hợp với Công an huyện Vũng Liêm bắt quả tang tụ điểm đánh bạc với hình thức đánh bài và đá gà qua mạng Internet. Vào thời điểm trên, tổ công tác bố trí lực lượng bất ngờ kiểm tra nhà của VPE sinh năm 1977 thuộc ấp Hiếu Thạnh, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Lực lượng đã bắt quả tang nhóm 16 người liên quan, tạm giữ 7 bộ bài tây, 52 lá, 15 điện thoại di động, 14 xe máy và tổng số tiền gần 36 triệu đồng. Vụ việc đang được Công an huyện Vũng Liêm tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định. Ở phần thế giới cập nhật, từ tháng 7, thời tiết toàn cầu sẽ mát mẻ hơn nhờ La Nina. Và Olympic Paris sẽ có thiết bị này giải nhiệt làm mát cho vận động viên. Sau thời gian thời tiết bất thường, Tổ chức Khí tượng Thế giới ngày 3 tháng 6 nhận định sự trở lại của hiện tượng thời tiết La Nina trong năm nay có thể sẽ đem lại thời tiết mát mẻ hơn tại nhiều nơi trên trái đất. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, có khoảng 60% khả năng hiện tượng thời tiết La Nina vốn mát mẻ hơn sẽ diễn ra từ tháng 7 tới tháng 9 tới và khoảng 70% hiện tượng này sẽ rơi vào giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 11. Hiện tượng El Niño đang có dấu hiệu suy giảm sau khi xuất hiện kể từ giữa năm 2023 và là nhân tố chính làm gia tăng nhiệt độ và những hình thái thời tiết cực đoan trên thế giới. Tuy nhiên, WMO cảnh báo khả năng El Niño sắp chấm dứt không đồng nghĩa với việc kết thúc những tác động của biến đổi khí hậu. Cơ quan này nhấn mạnh, nhiệt độ trái đất vẫn đang tiếp tục tăng do tác động của khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Cuối tuần qua, các tín đồ xe hơi cổ đã tụ họp tại khách sạn xa hoa Villa di Esta bên bờ hồ Como, Italia để chiêm ngưỡng những chiếc Alfa Romeo 6C quý hiếm. Đây là dòng xe ra đời từ năm 1927. Tâm điểm của sự kiện này là mẫu xe 6C2500SS Coupe Villa di Esta được đặt tên theo chính địa điểm này. Đây là ngày kỷ niệm hàng năm cho một mẫu xe Alfa Romeo 6C, đặc biệt có tên Villa di Esta. Nó được gọi như vậy vì mẫu xe này đã giành được cúp vàng tại cuộc trưng cầu dân Ý Villa di Esta Elegance năm 1949 dành cho những mẫu xe mới ra mắt. Tôi nghĩ đây là một trong những thiết kế đẹp nhất từng được ra đời, và đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây. Số lượng mẫu Alfa Romeo 6C 2500 Villa di Esta còn lại rất ít trên thế giới. Giới mê xe cho rằng chỉ có khoảng 20 đến 25 chiếc là còn tồn tại. Do vậy, mẫu xe này rất được giới sưu tầm săn đón với giá trị xe có thể đạt tới hàng triệu euro cho mỗi chiếc. Không chỉ có dòng xe 6C 2500, sự kiện còn có sự góp mặt của những mẫu xe Alfa Romeo cổ hơn như dòng 6C 1500 cũng được ra mắt lần đầu vào năm 1927. Tại thủ đô Ottawa, Canada, Chợ đêm Chinatown 2024 cuối tuần vừa qua
đã mang lại không khí nhộn nhịp và thu hút đông đảo du khách đến tham quan cũng như thưởng thức các món ăn phương Đông. Mặc dù có tên là chợ đêm nhưng sự kiện được tổ chức suốt cả ngày. Sự kiện kéo dài 3 ngày là dịp để du khách trải nghiệm ẩm thực đường phố châu Á và các món ăn kết hợp hiện đại. Ngoài ra còn có các quầy hàng trưng bày sản phẩm của các nghệ nhân và thợ thủ công địa phương với nhiều mặt hàng thủ công truyền thống, đồ trang sức và đồ lưu niệm độc đáo. Bên cạnh đó, mọi người còn có dịp thưởng thức các chương trình biểu diễn văn hóa đa dạng. Đây cũng là một trong những điểm nổi bật của sự kiện như múa lân sư rồng, kinh dịch, biểu diễn võ thuật và nhạc cụ. Sự kiện quy tụ hơn 50 gian hàng và ước tính thu hút khoảng 50.000 lượt khách tham quan. Tiếp theo là một màn thi đấu mà nhiều người chắc chắn muốn tham gia. Tại Kosovo, trong ngày 2 tháng 6 vừa qua, hơn 100 người từ nhiều quốc gia đã thi bơi phao trên đoạn sông dài 1,5 km chạy qua thị trấn Prizren ở Kosovo. Màn đua xuôi dòng Lombardy bằng phao làm từ lốp xe này được tổ chức lần đầu tiên cách đây 20 năm. Cuộc thi đến nay đã trở thành sự kiện hấp dẫn, thu hút những người yêu thích thể thao từ khắp nơi trên thế giới đến tham gia. Người dân quanh khu vực Prizren này từ lâu đã thi bơi phao lốp xe xuôi dòng và 20 năm trước, chúng tôi quyết định tổ chức thành cuộc thi thường niên. Đây là sự kiện độc đáo nhất mà tôi tham gia trong đời. Quả là một màn trải nghiệm đầy thách thức và khó quên. Tôi muốn quay lại đây thi tài mỗi năm. Các thí sinh phải vượt qua dòng nước lạnh giá và lòng sông đầy sỏi đá. Tuy vậy, nỗ lực của họ được đền đáp bằng tiếng hò reo cổ vũ của khán giả đứng dọc theo bờ sông. Thế vận hội Paris đang đến gần, nhiệt độ mùa hè sẽ tiếp tục nóng hơn. Thiết bị sau đây sẽ hỗ trợ nhiều vận động viên lấy lại sức khi giải lao hoặc chuẩn bị bước vào thi đấu ở phong độ đỉnh cao. Theo giáo sư Greg Heller, người chuyên nghiên cứu nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ môi trường sẽ ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất thi đấu của vận động viên. Ông đồng phát minh ra CoolMit, một thiết bị đeo giống như găng tay giúp giải nhiệt, đồng thời làm mát máu, lưu thông trở lại tim và đến các cơ bắp của vận động viên. Những gì CoolMit làm là ngăn ngừa tình trạng tăng thân nhiệt đến mức nguy hiểm, do đó nó cho phép bạn có hiệu suất làm việc cao hơn. Theo nghiên cứu, CoolMit nhắm vào các bề mặt da nhẵn, nơi có cấu trúc mạch máu thuận lợi cho việc thoát nhiệt. Khi ở bên trong găng tay, lòng bàn tay nằm trên một miếng đệm thấm nước, được đặt ở nhiệt độ từ 10 đến 12 độ C. Miếng đệm sẽ hút nhiệt ra ngoài, đồng thời làm mát máu của vận động viên trước khi đạt đến mức co mạch. Tyler Friedrich, phó giám đốc thể thao về hiệu suất ứng dụng tại Đại học Stanford, cho biết khi CoolMit được giới thiệu, các vận động viên của họ sẵn sàng dùng thử và nhận thấy sự khác biệt. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị buổi sáng làm việc thuận lợi và thành công. Và đừng quên đón xem chương trình 60 giây chiều nay với những thông tin cập nhật. Xin tạm biệt quý vị.